Hu Linh Bingo nhá hàng sắp ra mắt Việt Nam, chạy xa nhất 510 km trên sạc, CDM đoán giá dễ rơi tầm 550 triệu sau hạ dần. Fanpage của Hu Linh Việt Nam đã cho đăng tải hình ảnh nhá hàng sản phẩm mới, với dòng trạng thái B, for beauty, tạm dịch B, đại diện cho vẻ đẹp. Hình ảnh nhá hàng chỉ cho thấy phần đầu xe với cặp đèn ban ngày, nhưng vẫn dễ đoán đây chính là Hu Linh Bingo, từng được hé lộ sẽ về Việt Nam trong năm 2024 này. Với việc được nhá hàng trên fanpage, nhiều khả năng Hu Linh Bingo sẽ ra mắt vào tháng 11, thậm chí từ cuối tháng 10. Thực tế, từ tháng 6 năm 2024, chính nhà phân phối TMT Moto đã xác nhận Bingo sẽ đến Việt Nam, sau đó lại nhấn mạnh một lần nữa vào tháng 7. Khi đó, nhiều người tin rằng xe sẽ ra mắt trong tháng 8, muộn nhất là tháng 9. Tuy nhiên, đến nay Hu Linh Bingo vẫn chưa ra mắt Việt Nam. Mặc dù vậy, thông tin về xe cũng tương đối đầy đủ khi nhà phân phối đã tiết lộ kế hoạch khá cụ thể khi cho biết sẽ có 5 bản Hu Linh Bingo về Việt Nam. TMT Moto cho biết, Hu Linh Bingo đã hiện diện ở nhà máy Hưng Yên với 2 bản tầm hoạt động 333 km, LV1 và 410 km, LV1. 2 bản có phạm vi di chuyển 203 km, LV0 và 510 km plus sẽ về nhà máy vào cuối tháng 7 năm 2024. Còn phiên bản dành cho xe chạy dịch vụ, taxi sẽ về tới nhà máy dự kiến vào quý 4 2024. Với việc nhà hàng xe sắp ra mắt, có thể cho rằng các bản này đều đã tụ tập đông đủ để chờ ngày trình diện thị trường chính thức. Đáng lưu ý, dù chưa ra mắt, TMT Moto cho biết đã có đơn đặt hàng. Cụ thể, nhà phân phối cho biết nhiều hãng taxi và vận tải lớn ở Việt Nam đã đặt hàng phiên bản Hu Linh Bingo LV0, bản tiêu chuẩn, có cả sạc chậm và sạc nhanh để chạy taxi hoặc dịch vụ đưa đón học sinh đến trường, đưa đón người đi ăn uống tại các nhà hàng, quán ăn để tránh vi phạm nồng độ cồn. Ngoài dáng hatchback, Hu Linh Bingo cũng đã ra mắt bản SUV ở thị trường Trung Quốc gần đây. Tuy nhiên, chưa rõ TMT Moto có mang bản này về hay không. Hu Linh Bingo là sản phẩm của liên doanh SGMW, gồm SAICGM Hu Linh, hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hu Linh tại thị trường Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Xe sở hữu thiết kế dễ thương, tròn trịa khác biệt với Hu Linh Mini EV. Thiết kế này dễ ăn điểm với người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là phụ nữ. Xe có kích thước là 3950, 1708, 1580mm và chiều dài cơ sở 2560mm. Như vậy, Hu Linh Bingo lớn hơn Hyundai Grand i10 một chút, 3815, 1680, 2450mm. Ngoài bản hatchback, Bingo này cũng đã có dáng SUV. Nhà phân phối từng khẳng định, các phiên bản Hu Linh Bingo được nhập về chính hãng đều là bản mới nhất, trang bị nhiều công nghệ hiện đại, cải tiến so với bản cũ đang được bán tại Trung Quốc và các quốc gia ASEAN hiện nay. 4 phiên bản pin 203 km LV0, 333 km LV1, 410 km LV1 và 510 km plus đều được trang bị sạc nhanh, cho phép sạc 30-80% chỉ trong khoảng 35 phút. Mặc dù vậy, công ty vẫn chưa phát triển hệ thống chạm sạc tại Việt Nam. Do đó, người dùng Việt Nam sẽ phải trông chờ vào hệ thống chạm sạc của bên thứ ba. TMT Moto cũng đã xác nhận một vài trang bị khác có trên Hu Linh Bingo ở Việt Nam, như ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, nút bấm để nổ, hay phanh tay điện tử. Trang bị an toàn trên Hu Linh Bingo có phanh ABS, EBD, phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động, cân bằng điện tử, camera lùi, giám sát áp suất lốp, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm từ xa.